quay trở lại với kênh Cốc Cốc Audio của chúng em. Vâng, hôm nay bên chúng em rất là vui khi được chào đón một thành viên mới về bên gia đình chúng em. Đó là một chiếc SUV 560P mang thương hiệu JBL. Chiếc SUV này thì nó có một hình dáng và một thiết kế rất là đẹp mắt vì nó là phiên bản xuất đi châu Âu, cho nên nó đòi hỏi rất là nhiều những cái thông số bên trong và những cái nét đẹp bên ngoài. Vì sao em để nằm chiếc SUV ra? Vì con này nó có một cái thiết kế rất là đặc biệt vì nó đặt một lỗ thông hơi bên dưới để nó đem lại một cái sự lan tỏa khi đánh vừa cộng hưởng giữa bát điều hướng và tiếng thông hơi quạnh xuống nền nhà, đánh trực diện xuống nền nhà đấy. Và đặc biệt con này nó có những cái chân cực kỳ đẹp các bác nhá. Con cái chân này khi chúng ta mua về nó được nó chưa được ghép vào, nó sẽ để cất vào trong cái lỗ này. Khi chúng ta bóc hộp sản phẩm ra, chúng ta sẽ có những cái phụ kiện đi kèm chúng ta bắt vào chân, và nó sẽ có những cái đây tăng giảm chiều cao của chân đế và chống trơn trượt ở mặt dưới khi chúng ta đặt vào nền gạch đá hoa hay là nền gạch trơn trượt đấy trong quá trình hoạt động. Vì mặt trước của sản phẩm đây, em sẽ dừng một chút xíu, em sẽ dựng cái SUV lên để cho các bác chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp của sản phẩm này khi nó được đứng một cách oai vệ. Và đây là mặt trước của sản phẩm, em sẽ bóc cái e-căng và các bác chiêm ngưỡng kỹ nhá. Mặt e-căng rất là đẹp bằng lụa cao cấp, được cách điệu cực kỳ tinh tế và đẹp. Và em sẽ bỏ e-căng cho các bác chiêm ngưỡng luôn cái mặt bát để đỡ mất thời gian của các bác nhé. Đây mặt bát của sản phẩm đấy các bác ạ, rất là mềm mại nhá, nó đưa cho ta những cái tiếng bát xuống cực kỳ sâu để chúng ta cảm nhận được tất tần tật những cái gì tinh túy nhất của dải âm trầm âm thấp nhé. Và em sẽ quay ra mặt sau. Mặt sau con này sẽ sở hữu những thông số như là con này nó sẽ là công suất cực khủng, nó sẽ là 700W. 700W sử dụng mạch Class D, không sinh nhiệt, ổn định. Đầy đủ thông tin của sản phẩm và bên dưới là mã vạch của sản phẩm. Nói chung ngoại hình con này vô cùng đẹp vì nó là phiên bản xuất đi châu Âu. Nó đánh vào những cái mức thu nhập ổn định và những bác nào muốn chơi những cái dòng sản phẩm cao cấp và tinh tế về thương hiệu JBL này. Bây giờ em sẽ ghép vào để cho các bác cùng thẩm định cái chất lượng của sản phẩm ạ. Em đang mở một cái bản nhạc nó mít lại một chút. Với những cái dòng nhạc này nó cực kỳ kén trầm nhá, những cái trầm nó không đủ độ chất, đủ độ tinh tế thì nó không thể lột tả được ra tiếng trống sâu như thế này. Nhưng với con 560P này của chúng em nhé, các bạn nghe cực kỳ hay, tiếng trống đưa ra sâu, rõ, chắc, khỏe. Vì đã sở hữu cái lỗ thông hơi đánh trực diện xuống dưới nền nhà cho nên chúng ta nghe đứng ở hướng nào cũng có một cái cảm giác như tiếng trống nó đang thôi thúc vào lồng ngực chúng ta. Em tăng hẳn volume lên đi, chúng ta cảm nhận cho nó phê luôn. Hiện tại bên Cốc Cốc Audio chúng em đang có vài con như thế này. Đấy, hàng không có nhiều. Các bác hãy đăng ký đặt hàng bên Cốc Cốc Audio chúng em nhé. Và hãy đăng ký kênh chúng em.
để đón nhận những cái sản phẩm mới như là loa, như trầm, như mic, như âm ly này, hay là những cái chiếc vang, hay là những bộ mic không dây, mic dây, hoặc là những cục đẩy. Vâng, em xin thay mặt toàn thể anh em trong Cốc Cốc Audio xin chân thành cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian và quan tâm và ủng hộ Cốc Cốc Audio chúng em suốt thời gian vừa qua. Em xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại toàn thể các bác ạ.